Xin chào giám khảo ạ. Dạ chào MC Tiến Luật, chào toàn thể khán giả trước trường quay ạ. Dạ em là Thân Thị Thúy Phương ạ. Dạ em đến từ Ninh Thuận ạ. Nhưng mà thật ra thì từ lớp 1 tới lớp 3 thì em ở Ninh Thuận. Xong 3 năm sau em lại về Bắc Giang. Rồi 3 năm sau em về Ninh Thuận lại, nhưng mà em học chỗ khác. Rồi 3 năm sau em chuyển lên thành phố trong Ninh Thuận. Rồi 3 năm sau em học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ là em đang năm cuối trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cái chu kỳ của em là phải 3 năm. Dạ nó cứ 3 năm vậy đó. Bây giờ là đang chuẩn bị bắt đầu vô năm cuối thì em không biết có dịch chuyển gì nữa không. Cứ đúng 3 năm là phải có biến cố trong cuộc đời. Dạ nói chung là vậy đó, em không biết. Cho đến cái thời điểm này. Dạ. Đi thi ngày hôm nay. Dạ. Là được 3 năm chưa? Dạ. Mới 2 năm là... mà 3 năm là bữa nay có biến cố, là một là dính, hai là trật. Chứ dạ. Còn nếu 2 năm là trật chắc. Từ rồi 11 tới 13 là em cái thi gửi chương trình rồi ạ. Dạ em rất là yêu thích chương trình. Có nghĩa là cũng gửi 3 năm rồi. Dạ theo dõi 3 năm theo rồi. Theo dõi 3 năm. Năm ngoái có đi xem ghi hình và năm nay với là đủ tự tin để đăng ký thi. Vì sao? Dạ em thật sự là em rất là mê luôn á. Dạ nói chung em rất là mê được là được diễn á. Tại vì á, cái này là ước mơ của em. Mà cho nói là tại sao 3 mùa trước mình không thi, tới cái mùa này mình mới thi? Dạ, tại vì á, em sợ mình không có đủ năng lực. Hồi cấp 2, cấp 3 á, là em đi diễn ở trong trường á, là em diễn là cũng được giải. Với lại là em thi cấp tỉnh rồi cũng có giải. Nhưng mà các thầy cô thì cũng biểu em là thi vô sân khấu hay là thi cái gì thì em giả giọng để em thi cái gì, họ vô phát thanh hay cái gì đó. Xong cái em mới nói là em về em nghĩ mình cũng có, nhưng mà đôi khi có thể cái lời nói đó chỉ là họ khen lố lên rồi để làm cho mình, chứ em chưa đủ sẵn sàng. Em về có nói ba mẹ nhưng mà ba mẹ không cho theo, kêu là nghề bấp bênh lắm. Tại vì nội em cũng là mê chèo, nội em ở miền Bắc, tại vì mẹ em là người Ninh Thuận nhưng bố em là người Bắc Giang. Dạ thì là lúc nhỏ em sống 3 năm ở ngoài Bắc thì là nội em mới dẫn em đi đình rồi thêm gia văn nghệ rồi chèo tuồng rồi đó. Thì là em cũng có mê, xong rồi vô trong này em đi diễn cấp 2, cấp 3 rồi em rất là mê. Nhưng mà em nghĩ là em mình chưa có đủ khả năng thực sự nên không dám thi. Bây giờ em nghĩ là năm nay là em theo dõi đã 3 mùa rồi, lần này thì đúng là con số 3 rồi. Bây giờ mình 3 năm sau chắc chắn sẽ thay đổi một lần nữa, nên lại quyết định thi lần thứ 4 mùa này. Em đang nói dối. Mùa này em đến đây là vì nhan sắc của anh Tiến Luật đúng không? Dạ. Anh biết là như vậy, em đang nói dối. Em mê anh Luật mà em đến đây đúng không? Dạ em mê anh Luật nhưng mà em mến anh Thành và em yêu anh Giang ạ. Ồ. Tan chảy. Nói chung là nãy giờ anh biết cái sự lý lịch của em trước khi lấy chồng rồi đó. Biết hết từ hồi lúc. Dạ, trước khi thi cho em xin được nói đôi điều ạ. À. Dạ. Nãy giờ chưa nói. Dạ. Dạ, em đi học là mấy bạn kêu em là nói nhiều, nó dài thì dữ. Dạ. Kính thưa giám khảo đẹp trai, kính thưa ai đó trên cao, kính thưa làm sao bây giờ, kính thưa giám khảo đang chờ. Em đây thì cũng khùng khờ, xin đem góp chút bất ngờ lên đây. Nếu mà có diễn không hay, cũng mong chàng pháo vỗ tay bắt đầu. Dễ thương. Mới vô là thấy thanh xuân rồi đó nha. Cố gắng lên nha, anh đang chuẩn bị cười đây nhá. Cố lên. Dạ. Rồi hai em ha. 60 giây bắt đầu. Xin chào các bạn, tôi là biên tập viên Thúy Phương. Và chúng ta lại gặp nhau trong bản tin vui nhộn, đúng sai lộn xộn. Trước hết, ta cùng điểm qua bài tin ngắn. Là một nghệ sĩ, hơn ai hết, nghệ sĩ Trấn Thành luôn ý thức về ngoại hình của mình. Qua nhiều nỗ lực cố gắng, cuối cùng anh cũng giảm được 3kg. Điều này khiến anh rất vui mừng. Ai ăn mừng lớn quá trớn, lê la từ quận 5 qua quận 6. Kết quả anh tăng 3kg. Sáng nay báo chí rầm rầm đưa tin nghệ sĩ Trường Giang mất tích trong khi đang chụp hình cùng khán giả hâm mộ trong show diễn Việt Nam Fashion Week. Một lát sau, báo chí đã tìm thấy và xin lỗi anh ngay sau khi anh đứng lên trên một chiếc ghế. Sau nhiều thành công vang dội từ quán Thích Bò và Thích Lẩu, thì nghệ sĩ Tiến Luật đã khai trương thêm hai quán, đó là quán Thích Khách và Thích Mọc Tóc. Quán đã chiến thắng vang dội. Cái ghẹo anh với ghẹo anh Giang chưa vui nha. Cái ghẹo ông Luật là vui, cái ghẹo này chưa vui à. Cái của anh Giang là gì? Giải thích anh không hiểu. Dạ, ghế là sao? Dạ em nói là anh Giang là sáng nay báo chí đưa tin là anh Giang mất tích trong khi đang chụp hình cùng người hâm mộ trong show Việt Nam Fashion Week, là chụp hình cùng người mẫu thì không thấy anh Giang. Một lát sau báo chí đã tìm thấy và xin lỗi anh khi đứng lên trên một chiếc ghế. Là sao không hiểu? Tức là người mẫu cao quá che hết rồi. Dạ đúng rồi, người mẫu cao quá che hết. Chỗ là em nói là chụp hình với người hâm mộ nên tụi anh không nhận ra. Dạ em run quá.
Ê, đừng rung, đáng vui, dễ thương. Đáng vui lắm em. À, dạ, dạ. Cái đang cái thích bò, thích lậu, đẩy ông Luật cái ra thích mọc tóc thấy để hợp lý. Thấy không? Tại vì anh Luật là thì thôi. Dạ. À, đúng không? À, đúng không? Thì đúng không? Ừ đó. À, đúng không? Thì đó đúng rồi, thôi đừng nói nữa. Đúng không? Ừ, rồi. Ừ, ok. Dạ. Đó. Dạ. Dạ em xin thi tiếp vòng 2 ạ. Rồi. Dạ em biết đây bị đam mê, em xin tiếp vòng 2 đợi em lấy đầu cụ ạ. À, tụi anh rảnh mà chờ em được. Dạ rồi, ok, anh Lộc. 60 giây bắt đầu. Alo, tháng đau sắp thi tứ chi luôn rồi, xin nghe. Quầy, mẹ. Ôi trời, bây giờ con sợ mẹ rồi đó, để con về nhà với mẹ luôn cho mẹ khỏi sợ nhá. Có giờ lúc rồi mẹ hơi, để con về cho mẹ luôn. Hết thời gian. Rồi, em nghĩ là em đang tạo ra một câu chuyện là nó vui chỗ nào. Em nói đi để anh biết là em đang có cái khái niệm như thế nào về cái hài hước đó mà. Dạ thì em tính là làm liên tiếp luôn kiểu. Như vậy thì anh nghĩ là em bỏ như vậy thì nó là một điều đúng hay là nó có lấy gì không? Đến đây chị em muốn nói cho mẹ biết là con không theo, nhưng bây giờ con đã theo rồi thì cái niềm đam mê này là nó là đúng hay là sai? Niềm đam mê thì đâu có khái niệm là đúng hay sai. Dạ, quan trọng là mình thực hiện cái niềm đam mê đó như thế nào mới là đúng hay sai, hiểu không? Bây giờ anh Thành hỏi em nè, là em mê cái này đến mức độ nào? Dạ. Em mê cái diễn hài này tới mức độ nào? Thật sự là nếu không được diễn hài thì em sẽ như thế nào? Thật là em chính xác là em mê diễn hơn. Dạ. Rồi mê là, diễn nói chung là diễn dạ. đi. Rồi. Những cái tình huống đời thường thì em vẫn muốn được diễn, thì em vẫn cứu những cái hàng ngày, ví dụ như em vẫn đưa tiếng cười cho mọi người, em đi học thì các bạn cũng khen rất là có duyên, rồi cũng vui vẻ hài hước, xong rồi là có những cái gì mà liên quan tới diễn thì em đều muốn tham gia. Và những cái hàng ngày, ví dụ em về với mẹ thì em khoe với mẹ là em diễn như vậy đó, thì hỏi mẹ có được không. Thật ra nói cho bé nghe thế này, cho đến thời điểm hiện tại thì cái dấu hiệu của em về năng khiếu trong bộ môn này thì anh thấy chưa có nhiều, nhưng mà anh thấy là em có nhiều hơn các bạn khác, đó là cái niềm đam mê. Thì anh nghĩ là như này nè, thử thêm một thời gian nữa đi, cảm thấy nhiều người ủng hộ mình hơn nữa rồi hẳn theo nó. Tại vì công việc này cũng như bố mẹ em nói đúng là nó rất là bấp bênh ha. Và đam mê là phải quyết thắng, chứ không có làm mà cái này là nó nhẹ nhẹ
nghe hiểu à, là phải nghiêm túc học hành, theo dõi người ta để làm cho tốt nhất nha em nhé. Đam mê không bao giờ là sai cả. Như anh Giang nói đúng là mình phải làm sao để thực hiện cái đam mê đó, nó mới là cái đúng hay sai. Mình làm đúng là mình nó chào toàn thể khán giả, cảm ơn đã ủng hộ cho em ạ. Cảm ơn em.